Cho nên các vị phải hiểu rất rõ, người Phật tử chúng ta có nguyện vọng làm có tiền, và thậm chí chúng ta có nguyện vọng làm thật nhiều tiền, có sai không? Không sai. Các vị Phật tử có quyền làm giàu không? Có quyền cố gắng để trở thành người nổi tiếng không? Sai không? Không. Sự thật là như vậy các vị. Hồi đó giờ chúng ta hiểu đạo Phật chưa tới, cho nên chúng ta tự dùng đạo Phật để ép mình một cách không cần thiết, và cứ suy nghĩ rằng Đức Phật dạy chúng ta không cần làm giàu, bởi vì đời vô thường, tài sản của năm nhà, mọi thứ đều thành bại được mất, vô thường thế thế, cho nên là thôi, không cần thiết để cố gắng phấn đấu. Nếu chúng ta có quan điểm vậy thì đạo Phật là đạo kìm hãm sự phát triển của xã hội. Cho nên có một số người họ đặt vấn đề thầy tu là như vậy. Họ nói nếu tất cả mọi người đi tu với quý thầy thì làm sao phát triển được đất nước. Cái câu này đúng không? Cái câu này nếu mà chúng ta có một quan niệm tiêu cực rằng cuộc đời vô thường cho nên không có bận lòng nữa, không cần làm ăn, thay vì học được cái đạo của Phật dạy là trong đó là tri túc. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Cho nên á, thay vì có thể làm dư thêm được, nhưng mà Đài Loan mỗi ngày sống bao nhiêu tiền sống được? Ở Đài Loan nhiêu tiền sống được ngày cô? Mỗi ngày 200 đài là sống được rồi. Rồi tôi cho dư luôn 500. À, chỉ cần 500 đồng tiền đài là chúng ta có thể sống được một ngày, đúng không? Vậy thì nếu chúng ta học Phật, chúng ta hiểu đạo Phật bằng cách này, Đức Phật dạy tri túc, có nghĩa là biết đủ. Cho nên ở Đài Loan mỗi một ngày chỉ có 500 đồng tiền đài sống được rồi. Thay vì có thể làm được 5.000, nhưng mà vì nghe lời Phật dạy tri túc biết đủ, làm 500 đủ sống, không làm nữa. Hả? Đúng không? Vậy thì ở đây tôi nói cái câu tri túc là phải xài vậy đó, đúng không? Các vị sai. Rất là nhiều điều hiểu sai. Cho nên người ta mới nói một điều là nếu mọi người tu hết như các thầy thì làm sao phát triển được đất nước. Bởi do chúng ta ứng dụng và thể hiện cái cách học theo Phật giáo tiêu cực, thụ động. Thụ động rất rõ ràng. Ở đây Đức Phật có dạy tiền tài danh vọng giả tạm, có không? Có. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta biết danh vọng tiền tài là giả tạm, nhưng trong cuộc đời chúng ta phải phấn đấu để đạt được mục đích của mình trên sự lương thiện. Có nghĩa là không dùng thủ đoạn thôi. Bây giờ ở đây Đức Phật dạy tri túc biết đủ, không có nghĩa là làm 500 đồng đủ ăn là dừng lại. Mà cái biết đủ trong Đức Phật dạy là gì? Khi không còn khả năng để vươn lên nữa thì hãy bằng lòng với chính nó. Đừng phẫn quất, đừng đố kỵ, đừng thủ đoạn, đừng mưu mô. Cái nghĩa Đức Phật dạy vậy. Chứ sự thật Đức Phật đâu kìm hãm sự phát triển làm giàu của chúng ta. Nếu chúng ta có đầu óc, có trí tuệ, có khả năng, chúng ta trở thành những tỷ phú. Mà sự thật nếu Phật tử chúng ta là tỷ phú hết thì cuộc sống mọi người hay là xã hội như thế nào? Xã hội phồn thịnh. Phật tử chúng ta mà trở thành tỷ phú là quá tuyệt vời. Vì khi người Phật tử chúng ta khi giàu có, chúng ta sẽ sống có ý nghĩa và có lợi cho hàng khối người khác. Cho nên làm giàu hay này kia cái nọ, Đức Phật không có cấm. Bản thân Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng địa ngọc, từ bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, muốn cất được một cái tịnh xá kỳ viên phải có cái gì mới cất được? Có tiền. Trưởng giả cấp cô độc phải bỏ ra biết bao nhiêu vàng tiền để có thể cất được cái tịnh xá đó. Như vậy mọi thứ nó đều giả tạm vô thường, nhưng mà cũng cần có để làm phương tiện. Phải hiểu cái điều này rất rõ. Tiền tài danh thơm tiếng tốt, mọi thứ là phương tiện, phải hiểu nó là như vậy.
Nếu hiểu được như vậy, chúng ta làm càng nhiều càng tốt, không được nữa dừng lại. Cuộc đời thành bại được mất, vô thường thì tùy duyên.